bây giờ để tôi coi bây giờ là mấy giờ nha. Từ từ anh em, từ từ á. Bây giờ là đâu còn mấy giờ đây? Đây 6:10 nha. Bây giờ là 6:10 rồi. Hôm nay là nói chung là mấy anh em tôi đang ở dưới biển Đức Minh. Hôm nay đi bắt còng anh em à. Đi bắt còng ngủ. Rồi bây giờ còn sớm quá. Bây giờ là mấy anh em đi dọc dạo biển tí hả? Xong rồi bắt đầu trời nó tấu xong là tí nó bắt mấy anh còng ngủ nha. Bữa nay là bắt dưới đây và nấu nướng tại chỗ luôn. Nấu nướng tại chỗ luôn đi. Ai bây giờ đi dạo. Sóng biển hơi lớn nha. Sóng biển cực kỳ lớn luôn. Mùa này mùa nắng mà sao sóng biển ghê quá. Đây ghê thì cũng quá trời đây. Tiết kiệm pin đi chậm. Đây nha. Bây giờ trời nó tối rồi. Mấy anh em cố gắng bắt mạnh mẽ nha. Cố gắng với bộ thu nha. Trời nó hơi gió nó hơi ồn nha. Ok quay rồi đây con ơi. Ông nào nấy rồi. Cố gắng nha. Chia phe nhau. Bây giờ anh em tôi đi trên cái bờ này mà thấy cần ngủ là anh em tôi sẽ bắt thôi. Tí nữa tôi sẽ quay cần cảnh cần mới ngủ nha anh em coi. Con này bự đi, khách mấy đường bự đi. Từ từ. Giờ cho khách mấy bự đi. Mới chạy mấy đường bự đúng không? Ủa, nó bự á. Ừ. Nó to á, nó to á. Tôi phải lấy công suất đèn hết cỡ anh em thấy không? Hello, biển rất là đẹp mấy bạn ơi. Gió quá, hơi lạnh. Giờ là bác công chạy thôi nha, tí nữa mới bác công không ngủ. Giờ là mấy đêm mới chạy nó dí nó bác trước hả? Đâu, hồi nãy thấy nhiều lắm. Từ từ nãy mới thấy nhiều lắm. Từ từ anh em cứ bình tĩnh, đông vì tôi thấy nó chạy nhiều lắm. Đông luôn bạn. Ô, cũng là vui à. Nó vui rồi nó ăn nè, hiểu không? Còn bây giờ nó vui rồi nó ăn mấy đêm dí chạy cái gì? Nhiều quá. To đây. To. Phết nhờ. Yếm mà đỏ đỏ là to nha. Bự còn tầm thằng ngon không á. Ta mua cái đèn như vậy mà lớn lớn tí này mình rủ ngoài đây thấy là nó vừa vô là mình chạy một tiếng. Đi nào, đi không? Quá hay. Cánh từng nãy giờ nó bắt kết liền. Ồ, đúng rồi, đi khúc dưới này mà rõ lên tranh á. Chạy ngay chân luôn rồi. Rồi. To á. Rồi. Quá ok. Ủa, con này bự này. Chọc bắt lần hai con luôn. Rồi. Đâu, giờ lên. Đây, đến cái cảnh nó bự con này bự á. Rồi ok. To á. Ồ, phải nhiều con to vậy mới đã. To. Đừng xỉa cái máy quay vô đó quá. Đó, nó né luôn, tôi thấy kìa. Tôi bác nghe anh em, tôi ghi bằng cho. Được. Được đó. À, thấy nó ngủ rồi. Này. Đơn giản, ha. Đây, đưa đi. Đơn giản, ổ, đúng rồi. To là con này bự nha. Được đó. Này. Đây, gương mặt cái mặt như bàn đây. Đây. Đấy. Đang chơi đi coi bự á, con này bự á. Con này to lắm mày Vương. Ô con này to đi. Ô. Ô nó bự quá. Từ từ. Từ từ hết mấy cái cảnh đó. Mày tự ơi. Bỏ vô. Ô. Ô to thế. Con này to ghê. Lâu lâu có con bự lắm. Đấy. Bự không? Đâu, từ từ. Thêm có bự nữa đi. Đâu. Từ từ. Nó ngủ đi. Đây. Tiếng gấu nó ngủ nghe mọi người. Rồi, nó ngủ đi. Ngủ đây. Đây.
Nó kẹp, nó kẹp. Đây, giờ nó trống, giờ chim con quay. Đó. To, con này to hơn con nãy luôn á. Quá hấp dẫn. Đây, quen luôn, đâu, quen luôn. Đấy, tôi mới thấy con bự nè mà. Đã, chụp chụp coi. Được không? Bự, đem quen luôn. Ui, từ nãy giờ anh em tôi bắt tàu mấy con bự không nha. Giờ đây. Tàu mấy con bự không? Đấy. Từ. Rồi, bỏ xuống, bỏ. Thấy không? Mình kinh nghiệm đi. Anh em coi này, mấy cái lỗ hàng nó bự đúng không? Đấy, từ nãy giờ đi liên tiếp toàn mắc bự không. Phải thế chứ. Đâu? Cộng bắt lần 3 con luôn à. Giờ bắt nhiều quá rồi anh em ơi. Từ nãy giờ mấy anh em bắt liên liền. Bây giờ nó mới lại nó ngủ nhiều nha. 8 giờ bắt đầu lên nó ngủ kinh thiệt á. Nó bự chưa? Ồ, chụp. Ngước mắt nhìn nhau hả? Bốn mắt trợn trố. Dặn ghê ta. Bỏ bỏ vô. Dặn đúng không? Ngủ lại nó dặn ghê, đứng nó nhìn chưa? Đứng nhìn máy quay, nó kia nó ảnh diện lên máy quay. Khiếp thật. Dám đứng nhìn luôn hả? Đây. Phải không? Đúng rồi đó. Thôi bỏ vô. Bự không? Bự nha mọi người. Bự à? Rồi, thằng này bị kẹp đâu? Thằng này bị kẹp rồi đấy ơi. Giờ là nhiều không? Đúng nhiều quá. Giờ này bắt đầu lên. Khúc có biết rồi. Bự không ảnh? Con này bự rồi. To đấy. Trước cái này đen là bự. Gần đầy xô luôn đâu. Giờ nhiều quá đâu. Hình như cánh ngoài đây nhiều hơn á. Đúng không? Tại bữa giờ là nó lây. Ba nghe cho tôi review xíu nha. Ôi nó nhiều quá đâu. Nhiều anh em ơi. Được, ok. Cuối cùng anh em tôi cũng đã cũng có màu rồi đó. Nó thấy nó chạy to lắm. Mày tôi xếp nó quay, tôi chạy vòng vòng đi ư. Tập quay liên tục quay đi. Cái đồ mà. Hai con luôn. Khánh lập luôn hai con luôn đấy. Đâu, to không? To, còn ngủ. Con mông to mà. Đâu. Đó. Lấy cái này. Bữa bây giờ là anh em tôi mới hiện tại là bắt xong hết rồi. Bây giờ là đang thiết kế cái bếp đồ. Tay nào tay nấy là coi như là rã người hết rồi. Đuối rồi. Để tí nữa tôi quay cái thành quả ra cho anh em coi. Nhiều phải đây. Đây nó đang nằm im đây nè. Tí nữa đã. Bây giờ là anh em tôi chuẩn bị nghỉ ngơi tí đã, rồi phân công nhau mỗi người mỗi việc. Đây. Bây giờ bắt đầu lên lửa này. Bên đây đang làm gì đó? Đường. Đây làm gia vị nha. Anh em tôi sẽ nấu một đầu nước sâu nhẹ nhẹ xong rồi rưới vào ống còng cho mình làm cái vỏ mới được. Đầu nước sâu mà, làm nước sâu đuổi đi. Nước sâu mà. Tay không quảnh xung quanh đây nha. Đấy. Đây. Ủa, có lửa là ngấm nè. Gió khủng khiếp. Tí nữa có phải nữa. Lửa nó nán rồi, nó có cái nóng cứng rồi. Phải không?
Rồi đứng sau rồi. Làm đi. Đây nghe, bây giờ đổ đổ vô con còng nha. Đây. Ôi nó bò ra, nó bò ra. Ủa, đổ vô. Rồi sơ sơ đâu, sơ sơ đâu. Đây lấy cái súp này đi, lấy súp này, nó không bự đâu. Lấy súp bên, lấy súp đi. Ui con nó to phết nhỉ. Rồi, kia rồi đó. Lấy nước luôn đi. Rửa cái sau này, rửa sau tôi nước luôn. 3 đến 3 lần nha. Đây. Rồi, anh cũng mấy rồi nha. Bây giờ là anh em tranh thủ lên nồi cháo luôn. Bắt nồi cháo qua luôn. Cứ làm sạch chân của này là anh em tôi bỏ vô là chỉ biết số thôi chứ. Hết lâu luôn à. Thấy đi chứ được lắm mà. Nào đổ nước vô đi. Cho sơn nước đi cho nó của tay ai sạch tới vòm cái đi. Cho sơn chứ. Nấu cháo đã được lên rồi nha. Đấy. Rồi tập trung. Mấy anh em tập trung mình thiết kế cái này đi. Làm luôn. Lấy một cái xô này, lấy một cái xô là cái xanh nữa. Làm luôn. Lạc lạc thôi. Anh em tôi phải tranh thủ vì giờ này cũng tầm là 9 giờ đêm rồi đấy. Đây. Ánh sáng tương đối là đầy đủ á. Con nào bự đâu, quay con nào bự trước đi. Đấy. Mình chỉ lấy cái mình thôi nha. Còn tất cả mấy cái vỏ trên đồ, mấy cái gì cái mai của nó bỏ hết đi. Tại vì mấy con còng này nó ăn mấy cái đồ cá chết cái đồ này, mình phải làm sạch hết. Ui còn nó bự đi. Lấy bự bự đâu quay cái. Mờ dưới rồi Khánh, mờ dưới nè. Trời, bự bự nè. Đây nè mơ. Rửa đi. Đừng có bỏ đó, đừng bỏ đó. Khánh Khánh, đổ nước rồi rửa Khánh. Không có đĩa gì dưới. Giờ này có đĩa gì dưới đất đi. Dưới luôn. Giờ nên tôi rửa qua cái này nha. Buồn cá sâu á. Nẹn bò à? Không. Rửa đi, tao rửa đi, bưng lên kia rửa đi. Rửa đi, nó sạch rau. Cháo từ đó sôi rồi nha. Giờ anh em coi như là đổ vô luôn, nấu luôn. Chơi thật cẩm luôn à. Vô luôn. Đấy. Cái nồi này mới chất lượng nè. Nồi này mới rửa sạch sẽ rồi nè. Cái là cái sầu chiên không mà cho ấy. Cho vô luôn. Vô luôn á. Đáng lẽ cái này là phải xào sơ qua nha. Nhưng mà tình hình là bây giờ là tối rồi. Khuya rồi. Bãi biển giờ còn mỏ anh em tụi tôi rồi. Anh nấu luôn. Bao ngọt cái gì này mà không ngọt nữa mới lạ. Bắt cái đèn này nữa nè. Thấy chưa luôn đi. Chất lượng ấy. Cái này để mai đi mà nhạc nè. Rồi hết chưa luôn rồi chứ. Đấy. Chị thấy vậy nó trầu sao được mà. Thấy chất lượng đấy. Đổ xíu dầu ăn nữa, đưa xíu dầu ăn cho nó. Có cái bịch dầu ăn á, đưa xíu dầu ăn cho nó. Bốn thằng sơ hết cái nồi này. Cái cóp nè. Rồi xong. Coi như là nguyên liệu đồ cho hết vô cái nồi rồi nha. Bây giờ là đợi chụm củ cho nước nó sôi lên chín thôi. Thời gian này là anh em tôi chuẩn bị dọn chén đồ ra mâm thôi. Mày trở lên coi chồng. Đó. Trở đấy. Đấy. Hấp dẫn chưa? Trả đấy. Quá chất lượng. Giờ trọng lên đêm nha. Đem muối mắm đồ vô.
sôi sục vào đây gần 9 giờ đấy. Giữ cái nắp cho nó, giữ cái nắp cho nó. Đi vô đi. Bị nêm nghe mọi người. Đấy. Giờ cái chén này, giờ cái chén này. Đứng chạy tôi quay nó sáng sủa. Ờ, cho rau vô luôn đi. Sáng không? Xôi sáng vô. Xôi cái đèn cho nó sáng đó. Rồi, quay lên thôi. Bỏ thoại vô nát luôn kìa. Chín rồi. Bật cái đèn lên, Tạng, bật cái đèn lên đi. Rồi cho nó xong chưa? Hồi nó tắng ư, tập trung nó tắng ư. Rồi bưng ra chặn ư. Nóng cái tay sao? Bưng qua đây. 9 rồi nha, giờ anh em tôi vào mâm thôi. Đợi trọng nó bưng vô. Rồi chia chén ra đi. Ừ, bỏ xong em chia chén vào cầm. Rồi chia chén tay tay luôn nha. Bây giờ gọi là giây phút đói bụng. Rồi tắng đừng có chụp đây, đang quay. Thôi lẹ đi. Nấu đi. Chỉnh cái cạnh tùm lum rồi sao phải. Tôi vợ nó. Thơm nha. Thơm quá, thơm quá. Thôi mấy trai đừng có giẫm cát nha, khép cát nó nhảy vô đó. Đúng chất lượng em ơi. Thiếu em nha. Qua đã. Thôi vào mâm thôi. Đói hết rồi. Anh nói chuyện. Dứt đi. Ông mà múc vô giùm tôi chén coi. Cái chén có con bự ta review á. Ngồi vô trọng. Đây nha. Thơm ấy. Đây. Đớp luôn nha. Thôi dứt đi anh em ơi. Ngon. Bây giờ gói ăn thì cũng ngon á. Mời cái này lên. Ngon không? Hả? Quá ngon rồi. Quá đã, chất lượng. Mạnh đi, khánh. Ngọt quá. Đúng là nguyên cái nào này đổ hết một xô vô nó ngọt sật luôn á. Nước nó ra ngọt sật luôn đúng không? Tính rồi, không ngọt mình vậy. Góc này bự đây. Bự đây, con này bự đây. Màu đớp con này bự. Chờ nguyên cái mồm nha, cho nó vào mồm luôn thôi chứ. Đấy. Đấy nè. Mời em nghe. Ngồi đấy. Còn trọng im ăn nữa. Quá ngọt. Sợ quá không? Nói chung là quá đuối rồi bọn mọi người à. Đi 6-3 cây số mà đúng rồi ạ. Mọi người chục tấm muối nó ngon á, tuyệt vời không? Quá tuyệt vời, quá ngọt. Đói quá trời nào cho nấy, lo im ăn không. Đói thiệt anh em à, đi bộ rủ hết cả chân mà. Đây là một thành quả nha. Tấn góc đó ngon á.
Thịnh em nè. Thịnh muối. Béo nhờ. Đớp cái béo, béo ngại luôn á. Có đã, mềm tẩm luôn á. Anh thêm tôi ăn, xung quanh là tủ đen có thu hết nha. Giờ này 10 giờ rồi anh em à. Tranh thủ ăn là anh em tôi cũng về thôi. Chẳng đúng chất lượng.